hello à dạ, vâng xin, xin chào tất cả các bạn xin chào tất cả anh chị em và chúng ta quay trở lại với kênh uh, minh xuất cầu 286 cùng quay trở lại đây với buổi phân tích uh, kết quả số, số sau cái giờ quay ngày 26 tháng 11 và các bạn chúng ta có thể thấy là đặc biệt chúng ta đang về con lô 10 ở à, về cầu lô tô ngày hôm nay thì trên kênh cầu lô kết của mình uh, cầu 1881 cho anh em uh, chúng ta chơi lại là chúng ta cũng chưa được ăn nhé mọi người nhé vậy là sang ngày ngày thứ ba rồi sao vậy nhỉ Sao mà những cái đường cầu mình uh, chốt cho anh em thì đều không được ăn cho những ngày hôm nay nhỉ? Thật là lạ đúng không ạ? Dựa vào cái bảng uh, sổ số ngày hôm nay thì uh, về cá nhân mình phân tích thì cũng cũng thấy là nó cũng chạy rất, rất là ổn bởi vì là uh, cơ bản những cái đường cầu mà mình ví dụ như cầu con 64 ở ngay phần uh, đặc biệt này thôi thì mình cũng đã phân tích cho anh em chúng ta thì mình thấy nó khá là lộ rồi. Và các bạn chúng ta cũng có thể thấy là nay đã ra được ba nháy. Thực sự nếu mà cái câu này nó không nằm tại vị trí này ngày hôm qua thì mình cũng đã có đủ căn cứ để mình chốt cho anh em cho là trong cái video rồi. Còn về công thức thì mình cũng chưa có chia sẻ cũng như là chỉ cho anh em chúng ta cụ thể là tại sao công thức mình lại chọn con 464 được. Về cơ bản là như vậy thì chúng ta vẫn phải cập nhật lại kết quả video. Thì hôm nay để mình chốt cho anh em chúng ta tổng lực đầu 8 bắt đầu từ 80 đến 89 thì hôm nay ra chạm Nay là ra chạm một 1 mọi người nhé Trên kênh thì mình cho anh em chúng ta bạch thủ 1881 Và cũng không quên lưu ý rằng với anh em chúng ta đây là cái đường cầu kết Mà chắc chắn là ngày hôm nay thì 81 đưa anh em chúng ta đi rồi Chứ cũng không đem lại cái gì về cho các bạn ra một cái bất kỳ một cái gì cả Đó là một cái rất rất là đáng tiếc đối với video của chúng ta trong ngày hôm nay Mạng hơi lát anh em thông cảm nhé Chờ một tí thôi, mình ở cái vùng nó vẻ hơi xa xôi thì sao ấy nhưng mà biết là mình chốt 81. Và cầu Zalo, uh, cầu uh, ép nổ tự tin nhất thì uh, đối với một con 67 cũng đã đem lại cho anh em chúng ta được chiến thắng. Và mình có nói rằng là hôm nay không ăn thì mình không lấy tiền mọi người nhé Không ăn không lấy tiền với bạch thủ uh, duy nhất đó con 67. Hôm nay soi được một cái cầu đề thì cũng uh, chia sẻ cho anh em chúng ta gồm bốn số, đó chính là 28, 29, 89 và 99. Thì cầu đề này chúng ta không không, không được ăn này và chỉ ăn được mỗi mỗi một con bạch thủ lô thôi mình cho anh em chắc đúng đúng một số để chơi cho một ngày vậy là kết quả hôm nay thì trên zalo uh, chúng ta trúng mà trên uh, video chúng ta trượt về phần cầu đề của mình thì cũng chưa được ăn ở trong uh, video luôn mọi người nhé vậy là ba ngày hôm nay mình thấy cảm giác nó hơi sai sai rồi chỗ nào ấy thực sự để mới nói thì uh, tại sao lại mình lại quyết định đưa cho anh em cũng như là các bạn chúng ta chơi cái cầu 1881 và chơi lại uh, cũng là một cái lý do theo như mình nghĩ thì um, không thể nào mà hợp lý hơn được bởi vì là những cái đường cầu ở đây mình thấy là nó chạy phải nói là ổn định chứ không phải là chạy bình thường mọi người nhé thì mình chỉ cần bắt đầu từ hôm mà nó về con 79 thôi các bạn chúng ta chỉ cần làm một việc duy nhất cho mình đó chính là mình cũng chưa hiểu là tại sao ngày hôm nay chúng ta trượt đó chính là các bạn chúng ta lấy con số 7 giữ nguyên và chúng ta bắt bóng của con 79 tức là con số 4 thì các bạn chúng ta sẽ có cặp song thủ đó là cặp 4774 tất nhiên đây chỉ là một trong những cái đường cầu mà, mà mình chốt cho anh em chúng ta về con 81 mọi người nhé Đây là để cho anh em tham khảo thôi về là đây là một trong những cơ, cơ cơ sở của mình còn lại có những cái đường cầu bí mật khác cũng như là công thức riêng của mình thì mình sẽ uh, chưa chia sẻ lên đây để các bạn chúng ta được chơi cho nó cẩn thận cũng như cầu kín nhá thì mất 3 ngày rồi thì cũng chả còn kín gì nữa đâu thì chia sẻ lên cho anh em ra luôn 79 mắt bóng chỉ bắt bóng con số 9 thôi con số hàng đơn vị thôi thì ra sẽ có khoảng 4 chúng ta có cặp lô tô 4774. Thì uh, 4774 chúng ta đã có này. Tương tự như vậy, 93 thì 3 là 8. Các bạn chúng ta có cặp 8998 thì 8998 làm sau nổ cho các bạn là ba nháy. Tương tự như vậy đối với 80 thì bóng không là 5, chúng ta có cặp 5885. Thì đương nhiên là lô 85 đã có rồi. Và tương tự như vậy đối với 5665 thì 6 là bóng 1. Thì chúng ta sẽ có là 1551 mọi người nhé Thì lô 15 con đã có Và tương tự như vậy thì con 18 mình bắt Thế bóng con 13 thì chắc, chắc chắn là mình phải chốt cho anh em chúng ta cặp 18 một là một cái cặp số phải nói là an toàn cũng như là chính xác nhất rồi Thì mình cũng chưa hiểu là tại sao cái ngày hôm nay à, chúng ta cũng chưa được à, rực rỡ cũng như là chiến thắng à, đối với cái cầu lô này của mình Đây là một cái điều mình tương đối là đáng tiếc à, khi mà chốt trên video chúng ta ngày hôm nay chúng ta chưa được ăn mọi người nhé Vậy là chúng ta đã mất ba ngày thông tay rồi Thì à, có lẽ là những số vốn kiếm lần trước thì à, nếu mà các bạn cũng như là anh chị em chúng ta chơi ở kênh mình Các bạn ta chơi đều tay ý thì bây giờ chắc là vẫn còn thôi vẫn đủ cho ngày mai nữa bởi vì là ăn được khoảng trăm điểm thì cũng đánh khoảng 3 ngày thôi là hết rồi đúng không ạ thì vẫn vẫn là còn cho ngày mai nữa thì mình nghĩ là chúng ta nên cần phải cố gắng hơn ở trong những cái đường cầu lô của mình đối với cầu trên zalo ngày hôm nay thì cái đường cầu này nó có lẽ nó sẽ không không còn chạy nữa nhưng mà mình mình nghĩ là mình vẫn nên nói là rằng là tại sao những cái đường cầu như vậy mình đã bắt được cho anh em ra trong zalo bắt đầu rất là đơn giản thôi từ cái hôm mà nó về ba số hàng đinh một một đây này chúng ta thấy con số 1 đây này một này một này một này chỉ khi nào nó dạng nó về dạng như thế này thì anh em chúng ta hãng áp dụng nhá còn nó về cái dạng khác thì thôi thì cũng chưa chắc là đã có, được cái sự chiến thắng đâu nhưng mà đây là một đường cầu mình có lẽ là nếu mà được thì tham khảo vào ngày mai luôn thì một một chúng ta có đô một một bảy năm và năm chúng ta có lô 75 57 nhá. Và tương tự như vậy 6 7 7. Nó khi nào nó đi cái dạng này thì anh em chúng ta nên tham khảo này. 6 7 7 7 5 5 1 1 1 nhá. Chứ không 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 phải là 6 7 2 này, 6 7 3 này, 6 7 4 hay là 6 2 3 6 4 thì các bạn ta cái đấy cũng gọi là cầu nhưng mà chúng ta chưa có đủ căn bản cũng như là chưa có đủ sự tự tin về riêng cái phần đường cầu đó. Cho nên là mình cũng phải lưu ý hết sức cho anh em chúng ta vậy không phải những cái đường cầu như vậy là chắc chắn 100% là nó nó sẽ về bởi vì có những cái định dạng như này cộng thêm một số cái phương pháp riêng của mình nữa thì mình xác định à, con số 7 ngày hôm nay sẽ là một con lô phải về và không về không không lấy tiền cơ mà và nó còn khuyến mãi thêm con song thủ 76 nữa nói chung là mình thấy là khi mà mình vẫn đang ăn được thì cái những cái đường cầu như vậy mình đánh giá là ổn định nhưng mà mình vẫn chưa hiểu tại sao ngày hôm nay thì con 18 của mình nó chưa thôi con lô tô 1881 của mình nó chưa thôi vẫn chưa hiểu và đã tính khá là kỹ rồi về phần uh, 10 tháng 1 vậy là chúng ta trả ý nghĩa là luôn nó sang ngày thứ ba thì nó lại quá đáng quá đúng không ạ thế thì chắc là cũng không nên thôi chỉ hai mỗi một cái là con 64 tại cái vị trí này nó rất là lộ như thế và mình đoán là đến khoảng mình tính là đến khoảng 70 uh, 70 80 phần trăm là cầu 464 nó trượt rồi nhưng mà hồi đầu số số quay cũng không không biết là quay kiểu gì nữa để mà nó ra cái cơ cơ sự như thế này Hôm nay thì quay rất muộn Chợ mất 4-5 phút của anh em Và mình nghĩ là khi nào mà Sổ số, số quay muộn thì các bạn chúng ta cũng biết rồi đấy Lần nào quay muộn thì ảo lần đó Hôm nay mà không về con lô 10 thì đúng là trong cái đầu 1, đầu 8 của chúng ta còn cơm hẳn cơ Chứ đừng nói là ra là còn 18 hay là còn 81 Đấy Ok thì chúng ta sẽ tạm bỏ qua cái vấn đề đó đi Nếu mà ngày mai các bạn ta còn vốn thì anh em chúng ta sẽ cất nhắc và à, triển khai À, theo kênh của mình ít nhất là một con số để các bạn chúng ta lên kèo và lên cầu cỡ lại cho ngày mai Thì ok các bạn thấy là lô rơi đợt này đang về tương đối là nhiều và mình cũng đang lên một phương án cho anh em chúng ta tiếp cận lại cái tiếp cận lại cái cầu lô rơi để các bạn chúng ta có được cái phương hướng chính xác quan trọng là cái cầu lô rơi chúng ta nên lựa chọn cầu nào để nó đảm bảo để cho các bạn chúng ta một cái sự chiến thắng à, về như mình vào ngày mai cầu lô rơi mà mình uh, lưu ý cũng như là hướng anh em chúng ta tới thứ nhất đó chính là cầu lô tô bốn bảy bởi vì trong bảng số ngày hôm nay thì 47 cũng như là 74 chúng ta có rất nhiều và tìm bừa thì nó cũng ra cầu thôi chứ không cần không cần phải xem xét quá kỹ đâu mọi người nhé và mình nghĩ cầu này là cầu triển khai được ví dụ như cầu bốn bốn bảy đây là một cái đường cầu lô rơi thôi nhưng mà bây giờ chúng ta cứ chơi lô rơi cho nó an toàn tất nhiên rồi hay xem thì các bạn ta mới hiểu được và các bạn có thể thấy là 414 sau khi khoảng 4 ngày về liên tục. Mình sẽ phân tích cho các bạn đã kỹ càng một chút để các bạn chúng ta nắm rõ nhé à, Sau 4 ngày về liên tục thì hôm nay chúng ta chưa có. Chúng ta hãy thử áp dụng cái những cặp số nó về nhiều ngày như vậy vào những cặp số khác. Để chúng ta xem uh, đây đang uh, bị uh, nhầm ngày này. Chúng ta áp dụng uh, như vậy sang những cặp số khác xem là có Ổn đây không. Đây này, bốn sau khi mà nó về 4 ngày liên tục thì ngày hôm nay nó đã ra cho anh em chúng ta tiếp tục là một nháy. Cái đường cầu 2332 mọi người chúng ta có nhớ ở trong cái video ngày hôm qua của mình là mình có nói với anh em chúng cũng như là các bạn chúng ta về cầu 2332 kiểu gì chúng ta cũng có một nháy đúng không ạ? Mình có nói với anh em chúng ta chắc chắn trăm và 100 và nghìn rồi. Nếu như các bạn chúng ta có nghe hết cái video. Thì đây này. Những cái đường ví dụ như vậy, cái này là không phải rồi. Bởi vì cặp 232 của chúng ta là cái cơ sở của nó rất rất là cao. Cho nên là mình cũng có gửi cho anh em tham khảo bởi vì nó về 3 ngày liên tục rồi. Đúng không ạ? Thì này vẫn ra cho các bạn cũng như anh chị em ta chạy cối là con 32 tiếp. Ok thì vẫn áp dụng theo một cái logic như vậy thì mình đang dự tính ngày mai cặp đầu tiên mà quý anh chị em cũng như là các bạn chúng ta cần phải lưu ý cho mình đó chính là cặp Loto 4474 cặp này thì nhìn đâu cũng ra cầu nhá có thể là cũng khá là ít anh em chúng ta có quyết định là dám vào cặp 474 vào ngày mai đấy thế như mình đánh giá là như vậy mình đánh giá là cặp 474 ngày mai khả năng cao là cũng rất là ít anh em chúng ta có thể nhìn ra được và chơi lại mặc dù là nó rất là hiện hữu thôi nhưng mà nó về là, là lô rơi mà nó là lô rơi cho nên là cái tỷ lệ mà anh em chúng ta vào tiền thì tương đối là thấp nhưng mà cặp này xét về cần uh, cái biên độ uh, lẻ của nó thôi thì vẫn 74 ngày mai vẫn báo cho các bạn ta một nhịp nữa. Đây là cái phần uh, nhịp độ thì chúng ta gọi là có thêm niềm tin thôi chứ không có cầu ở bên nhịp độ mọi người nhé Nó chỉ gọi là tham khảo tương ứng. Chúng ta cảm thấy ok cũng như là tin tưởng vào con số thì các bạn đã vào tiền. Đó là những cái hướng dẫn rất là hợp lý của mình. Ngoài ra thì uh, những cặp mà các bạn đã cần phải để ý tiếp tục đó là cặp 575. Đây là những cặp số này thì các bạn có thể thấy là nó chỉ cần về hai nháy thôi là những ngày hôm sau chúng ta đã có bất bất kỳ là một nháy rồi cách một hôm thôi. Chúng ta cần phải dựa vào những cái bảng số ngày hôm nay mọi người nhé. Đấy để xem là những nhịp biên độ lô tô các bạn thấy này đang về theo dạng dịch rắc rất là nhiều và hầu như là đang đánh cờ caro ở trong cái bảng số bảng tần suất của chúng ta đang đánh cờ caro rất nhiều mọi người nhé. Đây và về liên tục những cặp số như thế này ví dụ như 0660 chẳng hạn và những cặp nào đang là Logan thì vĩnh biệt cụ luôn Không về Không thèm về mọi người nhé Đây thì những cặp lô nó về theo kiểu lô cốt Như là về theo một cái hàng ngang như thế này Thì các bạn sẽ cần phải lưu ý và lưu tâm Ví dụ như cả 2772 chẳng hạn Đã khan rất lâu rồi Thì hôm nay đã về cho các bạn chúng ta ba nháy Ngày mai cái tỷ lệ đổ lại của cặp này là tính, là mình tính là khoảng 80%. 80% là sẽ đổ lại được cặp 272. Đây là theo cá nhân của mình nhận định cho anh em cũng như các bạn là trên video. Ok thì nếu mà để nói phân tích thêm nữa thì chúng ta sẽ có rất là nhiều số và mình có, có, có thể nghĩ là sẽ không, không 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 đủ thời gian và sẽ là quá lâu để cho mọi người chúng ta theo dõi. À, cho trước đây là mình sẽ tổng kết lại và ngắn gọn thôi. Ngày mai mình để cho các bạn anh chị em ta hai cặp để các bạn tham khảo thấp nhất là hai số mọi người nhé. Thì sẽ là cặp lô tô 343 và cặp 575 thì chúng ta có một cặp lô gan và một cặp lô bình thường. Mình lưu ý và khuyến nghị anh em chúng ta vào cặp 4774. Rồi ok thì cho ngày 27 tháng 11 các bạn chúng ta sẽ lưu ý và tham khảo cho mình cầu 4774 thì 47 đã ra rồi nhưng mà chúng ta vẫn xếp vào nó vào con hàng các bạn à, quên 74 ra rồi thì chúng ta sẽ xếp vào nó vào hàng lót nhá và mình vẫn cho anh em chúng ta còn 47 thủ để nuôi 585 chúng ta nuôi nốt khoảng hai hôm nữa thôi không ra thì chúng ta bỏ nhá nốt nốt khoảng hai hôm nữa thôi không ra là chúng ta bỏ thôi đấy là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý cho mình Ok thì dựa theo những phương pháp như vậy thì cho ngày 27 tháng 11 ở trong Zalo mình vẫn lên cho các bạn chúng ta một cái đường cầu. Đấy tự tin này. Zalo mình lên cho các bạn ta một cái đường cầu tự tin khẳng một số khẳng định phải nổ. Ở đây thì các bạn có thể thấy là câu 676 mình chia sẻ cho anh em rồi Và tất nhiên giờ đó là chỉ một mình nói nhé Đó là một trong những cách mà mình định vị con số thôi Chứ không phải là bởi vì nó chỉ ra một hàng ngang như vậy mà mình chọn cho anh em chúng ta con 67 đâu Nó còn một hai phương pháp nữa như cư nhưng mà Có lẽ là cái đấy là mình nên giữ cái công thức cũng như là cái bí mật của mình Đấy thì anh em cũng như các bạn chúng ta chỉ cần biết là tại sao nó lại ra con 67 là được rồi Đúng không ạ? Thì ngày mai ở trong Zalo của mình cầu tự tin một số khẳng định nổ. Anh em chúng ta có nhu cầu thì các bạn chúng ta cứ kết bạn. Và tất nhiên rồi thì là một số không lót nhá. Mình cho anh em chúng ta thì chỉ đi một số thôi. Thì cũng có hai sự lựa chọn cho anh em. Một là các bạn ta lúc mà các bạn kết bạn anh em thường đa số nó hỏi rất là nhiều về vấn đề tức là có bù số hay không. Thì vấn đề là nó là có. Nếu mà các bạn cho tin tưởng theo thì các bạn chúng ta cứ chốt à, cứ gửi phí rồi mình chốt số không về thì mình hoàn lại phí cho anh em. Đó là về cái bảo hành của mình Một điều là như vậy thôi Thì uh, rất là cụ thể mọi người nhé Đấy Thì um, Ok Cơ bản vào ngày vào ngày mai Các bạn ta lưu cho mình cặp bốn Cũng như là à, ba Anh em thích đánh cặp nào cũng được Còn 4 bốn thì mình cho anh em chúng ta lên cái đường cầu kết Quyết định là như vậy mọi người nhé Video này thì có vẻ hơi dài Thì xin chào và hẹn anh em Chúng ta vào cái video ngày mai Xin chúc anh em chúng ta may mắn Thành công và rực rỡ